Thì đầu tiên thì cô sẽ tạo cái project trước, new một project ha. Về nguyên tắc thì các bạn vẫn phải để empty thôi, đừng có chọn cái khác. À, cái này cô sẽ đặt là trong cái dự án mẫu ha các bạn. Đấy, lớp các bạn là CP 16302. Ok. Rồi, nhớ chọn Java ha, đừng chọn Kotlin. Anh này thì chọn cái version mấy cũng được, không quan trọng, cái này đổi được ha, finish. Đấy, rồi bây giờ nhá, cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo các package. Làm dự án phần mềm thì package các bạn sẽ có một số cái package như sau. Package thứ nhất đó là các bạn để là cái database ha. Lưu ý là tên package các bạn để là tiếng Việt hết, à quên, chữ thường hết nha. Rồi một cái là các bạn để truy xuất vào để cơ sở dữ liệu thì các bạn tạo package là DAO. DAO là Data Access Object ha. Rồi một cái package mà chứa các cái adapter. Ok. Adapter. Rồi một cái package là chứa cái gì ạ? Cái model ha. Cái model. Rồi. Nhiều bạn mà viết cái fragment thì các bạn chứa cái fragment hoặc cái view fragment các bạn để vào. Ok chưa? Đấy, hoặc các bạn để cho cô là cái view. Cái view tức là cái để các cái giao diện, các cái layout đây chỉ có main activity các bạn để ngoài thôi. Như vậy. Đấy. Cái main activity này các bạn có thể để là cái trang login á, các bạn hiểu không ạ? Đấy, các bạn có thể để ngoài. Các bạn có thể đổi tên anh này thành cái login chẳng hạn, như vậy ha. Thì ở đây thì các bạn để luôn cái main ở ngoài, còn lại tất cả các bạn để vào cái package cho cô, có những cái package này. À vậy thì database thì nó chứa cái gì? Trong này có, nó sẽ chứa một cái file để database, xử lý database đúng không? À, các bạn tạo một cái DB helper. Đó. Một cái DB helper. Cái này thì nó kế thừa anh gì đấy ạ? Extend cái SQLite Open Helper. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ các bạn tí nữa sẽ viết anh này. Thì Ctrl E nè. Ok. Rồi có một cái super nữa, có cái constructor nữa đúng không? Viết thêm vào. Đấy, đối số truyền vào sẽ là context ha. Context. Rồi và cái này các bạn phải gọi tới cái constructor của cha, là các bạn truyền cái context vào. Đối số thứ hai sẽ là tên của database, ví dụ như là CP 16302 DB chẳng hạn. Rồi chấm DB đi ha. Không có chấm cũng được. Rồi cái này là factory các bạn để null và cái này để cái version. Đó là xong. Rồi code ở cái này thì nó viết tiếp ha. Rồi bây giờ đến cái model này các bạn nè. Model là cái gì? Giả sử như là cha xong mở gì mở dữ dằn nhỉ. Đây. Cái model nè. Đây cái model là các bạn là có bao nhiêu bảng? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bảng thì có 6 cái model. Ok chưa? Có 6 cái model nhá. À 5, 5 bảng chứ có 5 cái model, sorry, sao đếm thành 6 chứ. Đấy, có 5 cái model. Bây giờ các bạn cứ đọc tên model trùng với cái tên của database luôn, cái table luôn ha, để các bạn khỏi mất công nhớ. Đặt khác vẫn được nhưng mà đặt chung, vậy cô sẽ đặt một cái model thứ nhất là đặt là sách. Model thứ hai là loại sách. Đúng không? Model, lưu ý là đặt tên cho class ha. Là chữ đầu viết hoa nha các bạn. Các bạn để ý cách cô đặt tên class nè. Đó là quy ước, một số cái quy ước các bạn thể thấy nè. Cái class là chữ đầu viết hoa. Đó. Còn phương thức hay là biến thì viết chữ đầu viết thường. Còn package là toàn bộ nó viết thường hết luôn, cả cái package. Ok chưa? Rồi, sách loại sách là thành viên nè. Cô cứ viết đây thôi, chưa có viết code vội. Ờ, cô Thành có viên. thấy cái đó là model mà sao cô biết vào cái viên vậy cô? À, sorry em.
Đúng rồi. Sorry, sorry. Rồi, cô viết vào mô đồ. Không viết vào view ha. Rồi, máy bàn thì anh bạn nhìn thấy nè. Cô làm khí thế mà không để ý gì hết trơn. Rồi, ok. Rồi, phiếu mượn nhá. Cảm ơn thì anh nhá. Phiếu mượn nè. Rồi. Phiếu mượn hàng. Rồi, thành viên và thủ thư. À, thành viên có rồi. Bây giờ mình thủ thư thôi. Đúng không? Thủ thư. Đấy. Ok, vậy thôi. Mình có 5 cái 5 cái mô đồ. Bây giờ giả sử như các bạn làm cái mô đồ nào trước, ví dụ như các bạn làm cái loại sách trước đi ha. Hay là thành viên trước đi ha. Bây giờ thành viên các bạn coi có bên này nè. Có mã thành viên nè, tên thành viên đúng không? Vậy bây giờ các bạn sẽ có cho cô là để là private ha. Private. Là các bạn nếu mà mã thành viên các bạn để là cái gì, có thể để integer chẳng hạn. Đó, hay là để cái string là tùy mình ha. Bây giờ mình coi document phía dưới nè. Thành viên các bạn đâu rồi? À, chưa làm. Đây chưa có đúng không? Cái này mới có cái thủ thư thôi. Thủ thư ví dụ mã để string chẳng hạn đúng không? String. Rồi bây giờ cô coi nhá. Mã thành viên các bạn có thể để string nè. Mã thành viên. Các bạn sẽ thấy là cái ký từ đầu cô sẽ viết thường. Các bạn thấy không ạ? Đó, xong thành viên thì có tên đúng không? Đấy, đấy, cái này là mới cái cấp 1 thôi, các bạn làm cái cấp 2 nữa. Rồi, private string tên thành viên nào. Rồi, còn gì nữa không ạ? Thành viên thì có thể giới tính đúng không? Private boolean. Đúng không? Ví dụ như giới tính. Rồi, private ngày sinh. Đó, kiểu date. Date, date có hai cái date nè. Một cái là của YouTube, một cái là SQL. Thì SQL này thì để dùng cho Java để kết nối với SQL. Mình không làm ha. Mình cái là làm cái YouTube này nè. Đó, ngày sinh ha. Như vậy. Rồi có avatar nữa chẳng hạn. Private string hình. Đúng không? Hình của bạn này. Hình thì cô lưu cái chuỗi thôi. Cô không lưu cái bitmap. Lưu bitmap vào cái SQLite á. Nó rất là tốn ha. Nó rất là nặng cái cơ sở dữ liệu, cho nên chỗ này các bạn sẽ không lưu cái dạng bitmap mà các bạn lưu bằng cái chuỗi. Sau các bạn lưu sẵn vào trong cái anh làm REST này. Còn các bạn đang học cái môn là Android nâng cao thì các bạn có cái phần chức năng là chụp hình. Các bạn có thể chụp hình, các bạn lấy cái hình đấy, các bạn add vào cái tài nguyên của các bạn ấy, trong cái máy ảo hoặc là máy thật ấy, thì các bạn add vào đó và sau đấy thì các bạn sẽ lấy cái đường dẫn cũng được ha. Đấy, lấy cái đường dẫn get nó về đó, chứ các bạn tuyệt đối đừng có lưu cái, các bạn lưu mỗi cái tên thôi chứ tuyệt đối đừng có lưu nguyên cả cái hình vào database, nó rất là nặng. Và nó nặng thì các bạn sẽ khó tìm kiếm ha, các bạn khó tìm kiếm, khó search các thứ và chạy cái database rất là chậm ha các bạn. Đấy, và số điện thoại chẳng hạn hay là email gì đó. Đấy, cái string số điện thoại ha. Ok, rồi. Tùy các bạn có bao nhiêu trường các bạn muốn quản lý ha. Nếu các bạn không muốn quản lý giới tính thì thôi bỏ, quản lý ngày sinh không cần thì bỏ. Quản lý hình, quản lý số điện thoại thôi, ví dụ thế. Rồi, thì vậy là cô sẽ làm mấy cái này. Nhiều bạn còn quản lý email các thứ ha. Thế tùy các bạn ha. String email đấy, thì tùy các bạn sẽ dùng cái nào. Thì cái này được gọi là cái mô đồ. Vậy thì các bạn click chuột phải, các bạn tạo cho cô cái con chắc tờ trước ha. Đấy, cô phải tạo con chắc tờ trước, nhiều cột quá. Rồi sau để các bạn tạo cho cô getter setter ha. Đấy, nếu bạn nào mà không hiểu getter setter là gì thì các bạn coi lại cái Android cơ bản ha. Nó có hai môn, à quên, Java có hai môn, Java Java 1 và Java 2 đó. Rồi cô dùng cái getter setter để cô truy xuất vào các cái biến, tại vì các biến của cô đang để private ha, đang để private thì nó không được truy xuất trực tiếp vào biến này mà ta phải thông qua các cái hàm để truy xuất. Ok, vậy là các cái mô đồ khác các bạn viết tương tự. Bây giờ cô đóng bớt lại cho nó khỏi rối nè. Ok chưa? Rồi, vậy là xong cái mô đồ ha. Cô đang viết các bạn một cái mô đồ để các bạn xem.
các cái mô đồ còn lại tương tự. Đó. Và cái số cột trong mô đồ này nó tương ứng với cái số cột ở trong cái bảng ở trong database. Rồi, tiếp DAO. DAO là cái cung cấp các phương thức để các bạn truy xuất vào database, truy xuất dữ liệu trong database. Ví dụ với thành viên thì các bạn muốn thêm thành viên, sửa thành viên, xóa thành viên, rồi các bạn muốn làm cái gì ạ? Lấy dữ liệu, toàn bộ dữ liệu của thành viên thì các bạn phải viết các cái hàm đó để các bạn lấy. Thì sách hay là loài sách thì đều cũng tương tự như vậy, cho nên cô sẽ tách ra. Cái này viết chung được nhưng mà không nên viết chung, các bạn tách ra. Vậy thì để mà truy xuất vào tất dữ liệu liên quan đến cái thành viên thì tôi sẽ tạo ra một cái file, đó là thành viên DAO, đúng không? À, vậy tôi sẽ có là thành viên DAO. Đấy, tương tự các bạn sẽ có là loài sách DAO, phiếu mượn DAO. À, đúng không? Loài sách DAO. Đấy, tương tự như vậy, các bạn sẽ có là phiếu mượn DAO. Để các bạn biết, à tôi đang viết DAO chứ cái gì. Loài sách thì tương ứng với loài sách, phiếu mượn thì phiếu mượn, sách là sách, thủ thư là thủ thư. Rất là dễ quản lý ha. Sách DAO. Rồi thủ thư. Đó. DAO. Bởi vậy các bạn thấy là nó giống nhau. Đúng không? Bởi vậy cô nói là các bạn không cần phải làm hết tất cả những cái này. Tại vì nó tương tự nhau thì các bạn sẽ có một phần, tôi sẽ demo đó là phần thống kê. Các bạn tập trung cái phần thống kê cho cô. Đó, cái phần thống kê mới là phần đặt giá, đúng không? Còn tất cả những cái này thì nó tương tự nhau thôi. Ok chưa? Vậy là mình sẽ có phần DAO rồi, đúng không? À, ok. Rồi, cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ có cái anh gì ạ? À, adapter. Các bạn muốn lấy list view ra, đúng không? Thì các bạn phải có cái adapter. Thì cũng tương tự như vậy, mình sẽ có là thành viên adapter. Để các bạn lấy dữ liệu, đổ dữ liệu lên gì ạ? Lên cái anh mà cái list view, đúng không? Cái list view hoặc recycle view, đúng không? Thì các bạn phải có cái adapter. Ok chưa? Rồi, vậy cô viết một cái thôi ha. Chứ viết nhiều thì cũng tương tự vậy thôi. Copy đổi tên là được ạ. Rồi. À, và view. View thì ta sẽ có là thành viên, đúng không? View thì chắc chắn phải là activity rồi. Hoặc là fragment, đúng không? Bây giờ cô không có tạo fragment, cô tạo activity để cô demo thôi ha. Bạn nào thích tạo fragment thì tạo ha. Rồi, empty activity. Cái này cô sẽ đặt là không phải main mà cô sẽ đặt là thành viên activity. Ok chưa? Quá dễ đúng không? Đấy, thành viên thôi. Đấy, error này thì các bạn import nó vào, tại vì nó vô package mà, cho nên là phải import cái package vào là nó hết lỗi nè. Ok chưa? Đó. Vậy là mình đã phủ sóng hết rồi các bạn nhé. Đã phủ sóng hết rồi nè. Thấy chưa? Các bạn biết ý nghĩa của từng cái package này là cái gì rồi. Ổn chưa? Rồi. Bây giờ cô sẽ bắt đầu viết nè. Đầu tiên là viết database. Ha. Tạo bảng thì các bạn viết như thế này. Câu lệnh này là câu lệnh để tạo database luôn nhé các bạn. Tạo database. Câu lệnh này bây giờ tạo bảng nhá. Tạo bảng thành viên ha. Ok. Cô viết một cái chuỗi nè. String SQL sẽ gắn bằng create table thành viên ha. Rồi. Các cái cột nè, nhiều cột quá. Bây giờ cột nào? Copy thôi, mã thành viên. Kiểu text. Khóa chính. Đúng chưa? Rồi, xuống dòng. Cột thứ hai. Cô copy cho nó nhanh thôi, khỏi gõ. Cũng tách luôn. Đúng chưa? Cái thứ ba là giới tính. Giới tính có kiểu boolean đúng các bạn? Anh này hình như là cái SQLite không có cái kiểu boolean hay sao á các bạn? Đây. Để cô coi nhá. Search thôi, mình không nhớ chính xác thì mình search thôi. Đó là cách mình học. Đây. Đó là SQLite. SQLite data type. Đấy. Ok.
Ok. Version 3. Version 2, mình hiện tại mình đang version 1 đúng không? Không có, không có kiểu bullet, thấy không các bạn? À bullet có nè. Bullet. Không, does not have a bullet. Thay vào đó thì bullet được lưu trữ ở dạng là 0 hoặc 1. Integer. Ok, tuyệt vời. Vậy là mình search ra rồi đó các bạn. Vậy thì cái này không có bullet thì mình có được kiểu integer. Ok, rồi xong. Đấy, đó là cách học. Mình không nhớ chính xác thì mình lên mình sơ thôi. Đơn giản. Ok, tiếp. Kiểu ngày tháng nó có luôn ha. Đây, có kiểu ngày tháng luôn. Hay lắm. À, không không không. Có kiểu ngày tháng nhưng mà có vẫn có kiểu date. Nhưng mà date của nó lưu là text. Nó xem là text đây. Nó không có. À, nhưng nó có vẫn có đài ngày ha. Vẫn date hoặc time. Và nó là date and time function nó có hết ha. Nhưng mà nó có đấy. Các bạn để date nó hiểu hả? Date nó hiểu á. Đây, kiểu date. Ok. Được. Rồi, còn cái gì nữa? Và nó hiểu, xong cái nó lấy ra là nó hiểu là chuỗi các bạn. Hình là text luôn ha. Rồi còn kiểu gì nữa? Cái này số điện thoại cũng là text. Và email cũng là text. Email cũng là text luôn. Ok, xong, kết thúc. Rồi, và bây giờ muốn thực thi nó thì các bạn là db.sql thôi. Đưa cái SQL vào. Xong, các bạn thấy viết xong cái này cái là tất cả từ khóa nó đổi màu theo. Ok. Rồi, các bạn có thể insert thêm một cái vài dữ liệu để các bạn test thử ha. Test thử. Thì bây giờ insert into nè. SQL gắn bằng insert into vào cái bảng thành viên rồi value đấy rồi một ví dụ như là PS cô lấy cái danh sách các bạn luôn cho nó nhanh đây. Phải lấy tên đấy rồi ngày sinh 11 à ngày sinh ở trong cái SQLite nó lưu trữ này nè được không đó nó lưu trữ như vậy các bạn năm tháng sau đến ngày rồi hình. Hình là cô lấy đài cái hình nào đó đi. Avatar. Avatar. Rồi. Tên hình nhá. Rồi, cái này là số điện thoại. 0901 012 012 như thế. Như vậy. Okay. Rồi, email. Các bạn không, không không nhập gì cả các bạn để nôn cũng được ha không nhập gì cả các bạn để nôn cũng được luôn rồi không muốn nhập thì để nôn và các bạn cũng exclude nó rồi các bạn có thể copy được chưa khoảng vài ba dòng avatar 1 cái này các bạn để là hương tt như vậy các bạn để tên Mai Phương như vậy. Okay. Cô không đổi ngày tháng, cô đổi đổi tên thôi. Tên và hình để các bạn nhìn ra thôi. Đấy. Tên và hình để các bạn nhìn ra cho dễ thôi. Tên và hình các bạn nhìn cho dễ ha. Ok, vậy thôi. Cô có 3 thành viên như vậy. Đó. Là xong rồi. Tất cả những cái câu lệnh mà tạo bảng và insert trực tiếp thì các bạn viết vào đây. On create. Rồi cái hàm on upgrade thì sao? On upgrade nó chỉ được được gọi nhá, nó tự động nó gọi. Khi nào cái version này đổi. Thì khi version đổi thì tôi muốn tạo lại database. Hay là tôi muốn refresh lại cái database thì tôi gọi câu lệnh
on create, cái hàm on create. Truyền đi về vào. Để cô chạy lại cái này, tại vì anh on create này lưu ý là anh chạy một lần trong đời thôi. Lúc các bạn chạy cái app á, thì anh này được chạy một lần duy nhất, khởi tạo một lần duy nhất. Sau đấy nó không cập nhật lại nữa, nó không gọi lại hàm nữa. Vậy muốn gọi lại cái hàm này để ví dụ các bạn thêm dòng, thêm gì đó vào trong này á, muốn làm, muốn thay đổi cái gì đó trong này thì phải chạy lại cái on create. Mà muốn chạy lại on create thì các bạn là một là các bạn sẽ chạy ở trên on upgrade bằng cách là đổi cái version này. Hai là các bạn xóa app, các bạn chạy lại uninstall cái app đấy và build lại cái app thôi. Đấy. Và bây giờ để cái chạy cái hàm này không bị lỗi thì những cái bảng nào có sẵn thì các bạn xóa đi. Vậy các bạn xóa nếu nó có thôi. db.xql các bạn drop table if exit nha, nếu tồn tại. Đúng không? Nếu tồn tại. Giống như table thành viên như vậy. Nếu tồn tại xóa, không tồn tại thì thôi. Hiểu hiểu ý không? Đấy. Ok chưa? Xóa xong rồi chạy lại, nếu có xóa xong chạy lại. Vậy là các bạn có mấy hàm đây. Ở đây các bạn sẽ có một cái constructor. Cái này để tạo database. Cái thứ hai là cái hàm on create, các bạn viết các câu lệnh gì đấy ạ? Các câu lệnh tạo bảng này. Rồi insert cái gì tùy mình, dữ liệu mẫu, dữ liệu có sẵn ha. Rồi các bạn có cái hàm on upgrade. Các bạn lưu ý cho cô là hàm on upgrade này nó chỉ chạy duy nhất khi nào, khi cái version này đổi thôi. Đổi nhưng mà phải tăng nhá. Từ 1 lên 2, từ 2 lên 3. Từ 3 mà xuống 1 cũng đổi nhưng mà nó không chịu. Upgrade là phải tăng, không thể giảm, đúng không? Đấy, ok. Vậy là cô xong ha. Đó. Rồi, xong cái này chưa? Cái này nó chưa tạo đâu. À, bây giờ muốn tạo thì bây giờ các bạn phải viết hàm để gọi nó. Bây giờ cô sẽ viết ở trong cái hàm thành viên DAO. Trong thành viên DAO nó sẽ có những cái hàm gì? Các bạn có thể liệt kê tất cả các hàm ra. Ví dụ như là public void get on à, kiểu vậy ha. Rồi. À, cô đang viết tạm thôi, có những hàm gì viết ra ha. Rồi. Ngoài ra hàm get on ra có hàm insert nè. Đấy, hàm update nè. Đúng không? Update. Và cái hàm delete chẳng hạn đúng không? À, xóa. Đúng không? Xóa thành viên. À, đó, ví dụ thế. Nó hầu như tất cả mọi cái anh các cái model nó đều có bốn cái hàm này, ít nhất bốn cái hàm này. Ngoài ra các bạn có thể bổ sung các hàm khác, ví dụ get by ID hay get cái gì đó. Tùy các bạn ha, bổ sung hàm gì là tùy các bạn thôi. Tùy cái kiến trúc của từng người. Cô sẽ có những cái kiến trúc khác. Cô viết sẽ phức tạp hơn cái này chứ không phải viết đơn giản như này đâu. Viết đơn giản này là demo thôi. Cô sẽ có viết cách viết khác cho cái app của cô riêng. Đúng không? Cô không có viết đơn giản như này. Đó. Rồi, bây giờ các bạn viết cái hàm get on. Thực ra là trong cái hướng dẫn nó sẽ viết khác một chút. Nó có cái select nó kia. Thì bạn nào đọc được thì đọc, không hiểu thì hỏi cô ha. Còn cái này cô viết đơn giản cho các bạn hiểu thôi. Rồi. Thì ở đây thì các bạn nào. Bây giờ ta sẽ viết cái hàm get on trước, tại vì dữ liệu mình có rồi mà. Đúng không? Dữ liệu mình đã có rồi thì mình lấy ra sao này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy như thế này, mình viết hàm lấy ra này. Mình sẽ trả về danh sách nha các bạn. Trả về dữ liệu này, trả về danh sách. Thì danh sách sẽ là return. Trả về danh sách thì nó phải là list. Và cái này là thành viên. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tạo một cái list trước. List thành viên. Ok. À, list bằng new array list ha. Đấy. Tại sao lại list là new array list? Tại vì anh list này là một cái interface. Bản thân anh không thể tạo constructor của anh được, mà anh phải tạo constructor của người khác. Thành ra chỗ này là cô sẽ new array list nha. Ok. Đó. Các bạn cũng có thể viết là array list. Array list thành viên. Đó, cũng bằng list bằng new array list được luôn. À, nhưng mà viết này cũng được. Hai cách đều cũng tương tự nhau. Tuy nhiên, anh list này anh có nhiều cái function, nhiều cái method hơn anh này. Thành ra là khi các bạn viết kiểu này, các bạn có thể tận dụng những cái method của anh này nếu cần. Nhưng mà viết cả hai cách này thì đều giống nhau, đều tương tự ha. À, cái này gọi là đa hình á, cái này gọi là đa hình á. Anh list này có thể khởi tạo anh này, hoặc anh này có thể khởi tạo từ anh này. Được chưa? Bây giờ tôi bỏ đi một cái ha.
Rồi. Và đương nhiên thì return thì chúng ta sẽ return cái list thôi. Cái list thôi ha. Ok chưa? Rồi. Bây giờ tôi mới viết code ở giữa này nè. Code để connect với database nè. Rồi. Đầu tiên, cô sẽ tạo cái anh này. Cái DB, gọi cái DB helper. Gọi anh này. À, vậy các bạn nhìn nha. Cô sẽ viết cái anh DB helper vào đây. À, DB helper. Đó, cô ghi là helper sẽ gắn bằng new DB helper. À, tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là cái constructor của DB helper nó cần cái gì đấy ạ? Nó cần gì ạ? Cần context đúng không? Để truyền vào, constructor này phải có một đối số là context nè. Nếu không có đối số nó lỗi ngay nè. Vậy là context lấy đâu ra? Context nó chỉ tồn tại ở trong cái activity hoặc là service thôi. Mà ở đây các bạn thấy là anh này là một class bình thường thì anh là không có context. Thì các bạn bắt buộc phải truyền context vào đây. Vậy mình sẽ có nhiều cách để truyền, nhưng cách hay nhất là các bạn vẫn truyền vào constructor. Vậy thì mình sẽ tạo một constructor thôi. Public thành viên DAO. Tôi truyền có context vào đấy. Đúng chưa? À, tôi truyền context vào đấy. Được chưa? Và tôi gọi anh này trong này. Ok chưa? Chỗ này bỏ đi. Đấy, và đưa context vào đây là hết lỗi nè. Đó, đó là một cách để truyền biến nhé các bạn. Và các bạn để ý nè, nhiều bạn nè. Nhiều bạn thêm cái dòng này vào đây. Rồi cô ơi, sao em bị lỗi? Nó bảo null point. Các bạn để ý nhá. Biến này là biến của class, biến này là biến cục bộ. Cái biến này, class này chưa được khởi tạo, các bạn đang khởi tạo là cái biến cục bộ thôi. Và ở đây sẽ không nhìn thấy cái helper. Cho nên nhiều bạn bị nhầm. Cho nên chỗ này là không có đâu. Cái này là cô đang gán cho cái biến class nha. À, nhiều bạn bị nhầm. Nói cô em là tại sao nó vẫn null mà em vẫn làm rồi. Thì coi lại hóa ra là bạn để DB helper, bạn khai báo một lần nữa vào đây. Khai báo ở trong này là biến cục bộ, những cái class, những cái method khác không nhìn thấy. Những cái method khác chỉ nhìn thấy cái biến ở ngoài class thôi. Mà biến ngoài class thì chưa được khởi tạo, thì đương nhiên nó bảo null void rồi. Được không? Rồi, tiếp nè. Bây giờ các bạn mới thực sự tạo database nè. SQLite database. DB. Cái helper nó chỉ là cái môi trường để các bạn tạo thôi. Helper.getReadable. Sau câu lệnh này thì anh database nó mới được gọi. Ok chưa? Đó, anh helper này nó mới được gọi nè. Và khi đấy thực sự những cái anh này mới được tạo ra nè. Được chưa? Những anh này mới được tạo nè, thực thi nè. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục nhá. Để các bạn truy vấn dữ liệu từ bảng ở trong cái DB helper này, trong cái bảng này, thì các bạn phải dùng câu lệnh truy vấn là câu lệnh select ha. À, các bạn cũng tạo một câu lệnh truy vấn string SQL cũng bằng select sao from. Nó không phân biệt chữ hoa chữ thường đâu, nhưng mà cô cố tình cô gõ lại. Ok. Rồi, select sao from thành viên. Được chưa? Rồi khi để các bạn tạo con trỏ để đừng nó. Kết quả của câu lệnh select là sẽ là một cái bảng đúng không? Ta gọi là result set. Bây giờ mình tạo con trỏ để mình đừng cái bảng đấy, đúng không? Con trỏ để mình truy xuất vào cái từng cái dòng. Vậy là con trỏ là cursor để truy xuất vào cái dòng ha. CS gắn bằng à db.raw query. Đưa câu lệnh SQL vào và null. Null tức là cái argument, cái đối số mà mình không có đối số. Đúng không? Để null thôi. Và mình chỉ gọi câu lệnh là select thôi. Nhiều bạn viết trực tiếp vào đây cũng được luôn nha. Nhiều bạn viết trực tiếp vào đây cũng được luôn này. Cho nên cái này bỏ đi được nè. Đó, thì cô lên truy vào SQL vào đây. Được chưa? Đều được hết. Cô tách ra cũng được, không quan trọng ha. Đó, rồi. Rồi, con trỏ này á, thì con trỏ này nó trỏ vào cái bảng kết quả. Trả về. Bước 1 là các bạn phải đưa con trỏ này về đầu. Move to first. Được chưa? Đưa về đầu nè. Cái dòng đầu tiên. Sau để các bạn kiểm tra nào, why? Khi con trỏ này chưa về cuối, tức là CS.isAfterLast bằng phone. Chưa về cuối. Nếu bằng true là nó về cuối à? Bây giờ nó chưa về cuối thì tôi bắt đầu tôi lặp. Lặp xong rồi tôi next.
CS.move to next. Mỗi lần lặp tôi lấy next. Next một lần. Được chưa? Lặp xong một dòng tôi lấy next tiếp dòng tiếp theo. Next cho đến khi nào cái này trả về true. Tức là nó về cuối cùng rồi. Thì biểu thức này nó sẽ bị cả biểu thức true và bằng phone thì đương nhiên nó trả về phone rồi. Cái này trả về phone, cả biểu thức với phone thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp while. Đúng không? Đó. Vậy thì trong khi tôi lặp từng dòng như vậy, đây tôi sẽ vẽ lại pen cho các bạn coi xíu nha. Đây cái bảng kết quả trả về của cô là cái bảng này. Các bạn sẽ có 3 dòng. Các bạn sẽ có 3 dòng ha. Và các bạn có 6 7 cột gì đó. Đấy, từng này cột. Thì move to first là move to first nè, cái dòng này nè. Là đưa con trỏ về cái dòng đầu tiên. Cái câu lệnh này là đưa con trỏ về dòng đầu tiên. Ok chưa? Đó. Sau đấy thì các bạn sẽ duyệt từng cái cell một để lấy dữ liệu ra. Ok chưa? Duyệt từng cell một để lấy dữ liệu ra. Xong duyệt lấy dữ liệu ra thì tôi lại next, move to next để tôi lại nhảy xem cái dòng tiếp theo. Đồng ý chưa? Cứ như vậy, đến khi nào nó nhảy tiếp đến sau cùng thì nó sẽ thoát ra ngoài. Đồng ý không ạ? Vậy tôi sẽ lấy từng cell một nè. Tôi lấy cell đầu tiên là string. Đúng không? String mã sinh viên. Mã đi ha. Gán bằng cs.get string. Cột đầu tiên là cột 0. Đấy, nó lấy cái cell có dòng. Đúng không? Có hàng, có cột thì nó sẽ ra được cái cell. Đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy mình sẽ có cột tiếp theo là string tên. Cũng sẽ chấm get string. Cột 1. Ok chưa? Rồi, tiếp copy. Mình có mấy cái các bạn. Copy cho nó nhanh. 2 rồi 3. 1, 2, 3, 4, 5 cái nữa lấy ra đúng không? 5 cái nữa lấy ra. 1, 2, 3, 4, 5. Quá dài đúng không? Bây giờ là 0 nè. Đổi này trước nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Tổng mình có 7 cột. Kinh không? Rồi cái thứ hai là cái gì ta? Cái thứ hai là cái giới tính. Cũng đang để integer đúng các bạn? Đó. Cái này là các bạn để là gì đấy? Integer. Integer. Giới tính. Các bạn là get in nha. Ok chưa? Hết lỗi. Rồi cái thứ hai là cái gì đây? Ngày sinh. Ồ, ngày sinh phải ép kiểu nha. Ngày sinh. Rồi. Đến gì đấy ạ? Ngày sinh số điện thoại hả? Cái gì ta? Ngày sinh hình số điện thoại email. Hình số điện thoại email. Rồi. Bây giờ có một cái các bạn phải convert nè. Convert. Convert cái giới tính là một chuyển sang boolean. Ok chưa? Bây giờ các bạn muốn cái này chuyển sang boolean thì các bạn sẽ để là boolean. Ok. Thực ra cái giới tính để true phone thì các bạn có thể để nam nữ, để string cũng được. Nhưng mà thôi tôi để kiểu boolean cho nó vui. Chấm patch boolean. Được không? Trong này là chuỗi hả? Rồi ok. Đó. Ok. Nó kiểu in thì bây giờ các bạn còng thêm nhảy nhảy nữa là chuỗi nè. Rồi ở đây đổi thành cái boolean. Đối số của nó là chuỗi. Thành ra cái này trả về in. Đối số của nó chuỗi. Thì thế cô để thêm cái nhảy nhảy nữa là thành chuỗi nè. Rồi bây giờ có cái ngày sinh kiểu date nè. Cô cũng phải ép kiểu nè. Bây giờ kiểu này là kiểu date nè. Thì cái này phải ép kiểu nè. Để string nó không chịu. Rồi bây giờ ép kiểu sao nha. Chỉ luôn cách ép kiểu nè. Rồi cô viết một cái hàm. Là simple date format. Simple date format. Sẽ gán bằng new. Simple date format. Cô đưa cái định dạng của cô vào. Yeah 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 yeah. Mần mần đây đây. Cái này là định dạng mà anh SQLite anh lưu trữ. Đúng không ạ? Đó.
Vậy bây giờ cô khởi tạo cái object này rồi. Anh này anh có liên quan đến tất cả những cái gì liên quan đến định dạng ngày tháng, ép kiểu rồi tạo cái ngày current, ngày hiện tại rất tật tật là anh này anh xử lý hết. Anh xử lý hết đúng không? Rồi. Bây giờ cô ép nào. Date, simple date format chấm patch. Đổi kiểu, đổi từ kiểu chuỗi sang kiểu số, à kiểu date. Và các bạn thấy nó lỗi tại vì nó bắt buộc khi chuyển đổi kiểu nó phải là để trong try catch. Cho nên chỗ này các bạn có thể để try catch để anh này. Đó. Để try catch luôn. Đó, catch. Catch. Đó, exception. Rồi, e.print structure nếu nó báo lỗi, hết lỗi chưa? Ok chưa? Rồi. Ok, bây giờ nhá. Mình lấy từng cell rồi. Mình lấy từng cell rồi. Xong mình phải add nó vào danh sách đúng không? Đây. Mình lấy toàn bộ anh này rồi. Thì mình phải add nó vào cái list đúng không các bạn? Mình phải add vào cái list đúng không? Cái thành viên đúng không? Đúng chưa? Mình phải add nó. Mà anh này thì anh chỉ chấp nhận cái phân tử, mỗi phân tử có là một object đúng không? Cho nên mình add tất cả này vào object thành viên đúng chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ add nó vào object thành viên là rất đơn giản thôi. Là thành viên TV sẽ gắn bằng new thành viên có constructor rồi, truyền nó vào. Truyền mã, truyền tên, truyền giới tính, truyền ngày sinh, truyền hình, truyền số điện thoại và email vào. Có constructor có rồi. Đúng chưa? Constructor mình đã tạo đây rồi nè các bạn. Để các bạn tạo object rồi đúng không? Cô ít khi cô dùng constructor không đối số, tùy tình huống nhé. Cô toàn dùng constructor có đối số thôi, các bạn gọi cho nó nhanh. Đấy chưa? Đấy, sau đấy mình mới có được object rồi, bây giờ mình add vào list thôi. List.add là xong. Chấm add đưa cái TV vào là xong. Rồi. Và khi nó add xong rồi thì nó gọi đến cái mover next. Nó lại add là tiếp tục dòng tiếp theo, nó lại lấy ra từng cái phân tử một, nó lại add vào cái list và nó lại next tiếp nó add. Đủ ba dòng như vậy. Thì nó next tiếp nữa thì đương nhiên anh này là đến last rồi, nó trả về true. True thì nó so sánh hai cái này. True không thể bằng false được, cho nên biểu thức này trả về là false. Khi biểu thức false thì nó sẽ bay ra khỏi vòng lặp while luôn. À, và nó sẽ return list. Và nó sẽ trả về kết quả cho các bạn. Đồng ý chưa? Vậy là cô vừa viết xong. À, cái hàm. Để các bạn lấy dữ liệu ra. Ok chưa? Rồi, vậy cô dừng lại đây cái đã. Bây giờ buổi sau mình sẽ nói tiếp. Tại vì thứ nhất, một là hết giờ. Hai là nó dài quá. Nó dài quá ha. Đấy, thì buổi sau cô sẽ nói tiếp với anh này. Các bạn về làm tiếp ha. Đó, bây giờ cô stop thôi ha. F10.